Ở đây là ở đâu quý cô? Dạ. Chị mình xong này xong cái hay? Dạ. Hai xe đối diện với nhau luôn các bạn. Xe bên đây, xe bên kia con IHI 200. Bên đây Sumi các bạn. Phải gì nói xây ngõ dài đấy. Đây xe 265 các bạn. Càng dài múc lên hay xe kia giờ vô các bạn. Hai xe đối diện nhau là
bắt đầu giờ vô nè các bạn. Giờ vô trong này, xe trong này phá mặt bằng nữa nha. Đây mình quay nha các bạn. Nó múc lên thì này chắc ăn gạo các bạn. Lấy xa ra ngoài nha các bạn, cái càng dài lấy xa ngoài.